Xin chào Việt Nam, tên tôi là Becca. Một số bạn bè người Việt từng gọi tôi là bẻ cá cho dễ nhớ. Tôi đã sống và làm việc tại Việt Nam được 10 năm và đã chứng kiến nhiều hành động đẹp của các bạn, đặc biệt là trong thời gian này giữa người Việt với người Việt, cũng như đối với các quốc gia như Ý, Mỹ và các đất nước khác trên thế giới. Điều đó thực sự truyền cảm hứng cho tôi và tôi muốn làm video này để thể hiện tình cảm của mình đối với đất nước của các bạn. Tôi chuyển đến sống tại Việt Nam từ năm 2010 và kết hôn 5 năm sau đó. Càng sống ở đây lâu, tôi càng biết nhiều hơn về người Việt và càng học thêm về lịch sử Việt. Tôi càng hiểu rõ vì sao Việt Nam đã chiến thắng trong nhiều cuộc chiến mặc dù Việt Nam yếu tay hơn. Việt Nam có nhiều nhà lãnh đạo tài ba đã hy sinh chiến đấu để giành lại tự do cho dân tộc. Và tôi tin trong tương lai, các nhà lãnh đạo Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Đức Đam và Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ được ghi nhớ công lao như vậy. Xin cảm ơn những người lãnh đạo đã đưa ra các quyết định sáng suốt và kịp thời để bảo vệ đất nước trước đại dịch Covid-19. Trước khi đến Việt Nam, tôi chưa bao giờ xem bóng đá. Nhưng một vài năm gần đây, tôi từng cổ vũ đội tuyển Việt Nam và đi bao để ăn mừng mỗi khi Việt Nam chiến thắng. Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần yêu nước của các bạn. Và tôi thấy Việt Nam đang rất cần tình yêu nước đó để chiến thắng trận chiến với Covid-19. Với tinh thần đoàn kết dân tộc, trong lịch sử, Việt Nam đã đánh bại các nước giàu có, phát triển với vũ khí tối tân nhất khi đó. Đối lập với những chiến thắng đó là câu chuyện về Hồ Quý Ly và con trai ông là Hồ Nguyên Chừng. Ông từng nói, thần không sợ đánh giặc, chỉ sợ lòng dân không theo. Những nhà lãnh đạo vĩ đại mà tôi nhắc đến có lẽ sẽ chẳng thể giành thắng lợi nếu không có sự đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam. Tôi biết những người hùng vô danh trong lịch sử Việt là những người dân thường với tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng đã làm nên những chiến thắng phi thường. Ngay bây giờ, chính các bạn là những người hùng đang chiến đấu để giành lại tự do cho đất nước từ đại dịch. Các bác sĩ và y tá và tình nguyện viên đã hết lòng phục vụ đất nước trong thời gian khó khăn này. Những người dân đã ở nhà để chung tay để lùi dịch bệnh. Cảm ơn các bạn, hãy cố lên! Tôi luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người. Thay mặt tất cả những người ngoại quốc đang sống và làm việc tại Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã đón tiếp chúng tôi như những vị khách. Chúng tôi sẽ ghi nhớ những điều tốt các bạn đã làm. Ngày 30 tháng 4 đang đến gần. Tôi hy vọng thời điểm 30 tháng 4 năm 2020 sẽ là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Đó là ngày độc lập mà chúng ta sẽ giành chiến thắng trước giặc Covid-19. Như tác giả Hiếu Minh và Huyền Trang đã viết trong quyển sách Lịch sử nước Việt bằng tranh. Lịch sử nước Việt sẽ còn tiếp nối. Mỗi người Việt Nam hôm nay chính là một tác giả viết nên trang sử tương lai của đất nước. Tôi sẽ kết thúc video này bằng câu hỏi cho các bạn. Bạn muốn trang sử chống dịch Covid-19 của Việt Nam được viết lại như thế nào cho các thế hệ tương lai? Việt Nam ơi, hãy tiếp tục cùng nhau chiến đấu để giành lại tự do. Tôi hy vọng video này sẽ truyền động lực cho tất cả mọi người. Và nếu bạn thích video này thì hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Xin cảm ơn.